Ở cuối tập trước Trần Phong đang tìm mọi cách ăn vạ với tông chủ, để bắt trẻ Tôn trưởng lão xấu số nôn cái gì đó ra để đền bù tổn thất tinh thần cho Trần Phong. Chúng ta cùng xem tập này Tôn trưởng lão sẽ phải nôn ra thứ gì nhé. Ta sẽ trở thành tội đồ của tông môn sao? Trần Phong cái tên tiểu tặc nhà ngươi. Ngươi bớt đổ lỗi cho ta đi. Rốt cuộc ngươi muốn ta phải như nào thì mới chịu thôi đi hả? Ấy, Tôn trưởng lão đừng nói ta như vậy. Đệ tử nào dám yêu cầu gì trưởng lão đâu. Chỉ là đệ tử hôm nay chẳng may bị thương nghiêm trọng, mà thân phận thấp hèn gia cảnh nghèo nàn nên không có đan dược trị thương đệ tử đang rất cần đan dược để chữa thương hừ nói mãi nãy giờ không phải là các người muốn đều muốn ta tán ra bại sản sao ta nhận thua được chưa đan dược chữa thương mà thôi đây cho người cầm lấy rồi xéo đi cho ta tôn trưởng lão liền ném một viên đan dược chữa thương màu nâu xuống ngay cạnh chỗ trần phong ấy tôn trưởng lão vết thương của ta rất nghiêm trọng đan dược bình thường thì không thể nào giúp ta hồi phục được tiểu tử nhà ngươi cắn nó vừa phải thôi cắn sâu quá rồi không rút được răng lên đâu ngươi là cái đồ được voi đòi hai bà trưng không thích thì trả nó lại đây cho ta trần phong lại tiếp tục nước mắt nước mũi ngắn dài nước nở quay sang ăn vạ với tông chủ chấp bất phàm tông chủ đệ tử rất đau lòng ngươi phải đứng ra làm chủ cho đệ tử thôi thôi đủ rồi trần phong coi như ngươi giỏi viên phá cảnh đan này cho ngươi cầm lấy tôn trưởng lão thật là hào phóng hàn mỗ ta tự thấy hổ thẹn trong lòng ta thay mặt trần phong cảm tạ tôn trưởng lão trọng nghĩa khinh tài lần nữa tôn trưởng lão thật là hào phóng đệ tử trần phong rất bội phục người cảm tạ tôn trưởng lão đã ban đan dược hừ chỉ là một viên phá cảnh đan còn con mà thôi ta chẳng để tâm đâu nhưng trong lòng tôn trưởng lão lúc này a a a đù mé nó ta lại mất tiền sau này ta không dám cá cược nữa đâu hu hu ta tán ra bại sản rồi ha ha rất tốt thu hoạch hôm nay cũng khá rồi đợi ta tới hậu thiên cửu trọng cảnh thì có thể nhờ viên phá cảnh đan này để đột phá thần môn cảnh ha ha phá cảnh đan này tới rất đúng lúc trần phong nhanh qua đây với ta nào phải xếp hàng rồi ô tô kê sư tỷ yêu dấu đệ tới ngay nà hừ phế vật chính là phế vật chưa nhìn thấy thương khung rộng lớn vì một viên đan dược mà mất hết liêm sỉ chẳng ra thể thống gì cả ồ ngươi là ai trần phong hắn là tần mạt lăng là đích trưởng tử tần gia trần bạch thành tu vi hậu thiên cửu trọng đỉnh phong bởi vì có một đệ tử rút lui nên nhiễm ngọc tuyết để hắn bù vào chỗ trống Ô thì ra là cái loại đi cửa sau à đúng là không có liêm sỉ. He he sư đệ nói hay lắm. Trần Phong ngươi thì hiểu cái gì. Ta vốn không cần tham gia trận đấu Trúc Sơn Phúc Địa cũng có thể vào nội môn. Lần này ta đi cũng chỉ vì muốn lấy vinh quang về cho tông môn mà thôi. Ta không cần biết, cũng chẳng cần hiểu. Ta chỉ biết ngươi đi cửa sau. Ta có tu vi cửu trọng đỉnh phong hậu kỳ. Ngươi đi cửa sau, ta là đệ tử nội môn đã định. Ngươi đi cửa sau, ngươi cái tên khốn khiếp. Ông đây không cãi lại ngươi. Hi hi, mồm mép của Trần Phong ngày càng lợi hại. Được rồi, tất cả yên tĩnh đi chuẩn bị xuất phát đi ngươi dám xỉ nhục ta tới trúc sơn phúc địa ngươi sẽ chết ô ta đợi ngươi kẻ đi cửa sau trần phong ngươi bớt cái mồm lại cho ta nhiễm trưởng lăng chết nhiễm ngọc tuyết bà ta lại nhét tần mạt lăng vào nhiễm ngọc tuyết bất luận ngươi muốn làm gì ở trúc sơn phúc địa ta sẽ không để ngươi được như ý đâu tất cả mọi người được lên một phi thuyền bay đến trúc sơn phúc địa phía trước chính là thiên đài phong đích tới của chúng ta a à, đã tới rồi sao nhanh như vậy đã tới rồi sao? Phi thuyền của tông chủ lợi hại quá. Nếu như ta có pháp bảo này thì tốt quá rồi. Thích đi đâu thì đi ha ha. Ngươi nằm mơ à? Chỉ có cường giả thiên hà cảnh như tông chủ mới xứng dùng loại pháp bảo như này. Chỉ bằng loại cùi bắp như ngươi mà cũng đòi mơ. Không cần phải nghi ngờ gì nữa. Ta chính là cường giả thiên hà cảnh trong tương lai. Chư vị, chắc mọi người đã biết dã núi Thanh Sâm chúng ta có ba đại tông môn chấn thủ. Càn Nguyên Tông, Thanh Mộc Tông và Kim Cang Môn mấy tháng trước ba đại tông môn chúng ta đồng thời phát hiện ra một tiểu thế giới ở thiên đài phong này tên là trúc sơn phúc địa cái gì trúc sơn phúc địa chính là một tiểu thế giới sao ta nghe nói tiểu thế giới được sinh ra do chứa linh khí trong thiên địa bên trong tiểu thế giới có rất nhiều các loại thiên tài địa bảo đó cũng không biết tiểu thế giới trúc sơn phúc địa đã hình thành bao nhiêu năm rồi càng lâu năm thì kỳ chân dị bảo sẽ càng nhiều ồ thì ra trúc sơn phúc địa lại là một tiểu thế giới khó trách nhiễm ngọc tuyết dùng đủ mọi cách để phái người vào trong trúc sơn phúc địa e rằng bà ta chính là vì tìm bảo vật gì trong đó. Vì trúc sơn phúc địa do ba tông chúng ta cùng phát hiện, tranh đoạt với nhau, không thể quyết được thuộc về ai, cuối cùng đã quyết định, mỗi bên phái ra 10 đệ tử hậu thiên cảnh, cho bọn chúng phân cao thấp trong trúc sơn phúc địa, người thắng thuộc tông môn nào, thì tông môn đó có được tiểu thế giới này, chính vì điều này, 10 người các ngươi chính là 10 người đại diện xuất chiến cho Càn Nguyên Tông chúng ta, tất cả các ngươi phải nỗ lực thể hiện hết mình, không được để Càn Nguyên Tông chúng ta mất mặt, phải cố gắng giành uy danh cho tông môn. Rõ chưa? Thì ra là vậy. Khó trách chỉ chọn ra 10 người mà lại không tìm quán quân. Đây có nghĩa là chúng ta phải liều sống liều chết với 20 người đệ tử của hai tông còn lại là Thanh Mộc Tông và Kim Cang Môn Sao. Ta vốn còn tưởng đây chỉ là một cuộc thi bình thường mà thôi. Bây giờ xem ra Trúc Sơn Phúc Địa này nguy hiểm muôn phần. Đây rõ ràng là đi liều chết. Chư vị, Trúc Sơn Phúc Địa tuy quan trong với cả nguyên tông chúng ta, nhưng đối với các người mà nói, nó chỉ là một cơ hội thăng tiến hiếm có. Vì theo quy định, kỳ chân dị bảo mà các ngươi có được trong trúc sơn phúc địa, các ngươi không cần phải giao nộp lại cho tông môn. Tất cả toàn bộ đều thuộc về các ngươi. Á đủ thuộc về bản thân chúng ta sao? Cái gì? Bảo vật thuộc về mình sao? Tông chủ Vạn Tuế, ta nguyện hiến dâng bản thân mình cho tông môn, sống chết vì tông môn đem lại vinh quang về cho tông môn. Mẹ nó, lần này ta phải liều thôi. Đây chính là cơ hội nghịch tập trời cao ban cho ta. Chỉ có nói mới mấy câu mà đã thổi bùng lên nhiệt huyết của chúng đệ tử. Không hổ là tông chủ, nhưng mà tông môn đã hứa như vậy, thì chứng minh rằng cuộc thi này rất nguy hiểm. Ta nhất định phải bảo vệ tốt cho Ngọc Nhi. Còn bà Ngọc Nhi lúc này, vừa nghe thấy hai chữ vào bố mắt đã sáng như ngôi sao, rất rãi chảy ra. Cái vẻ mặt ham tài không ai bằng hiện lên. Ta muốn bảo bố x 100 lần. Á đủ mình có một sự cảm không tốt cho chuyến đi lần này. Chư vị, hãy vì càn nguyên tông, cũng như vì chính bản thân các ngươi mà dốc hết sức liều chết cho lần này đi. Quá hứng khởi. Đại đao của ta đã khát máu lắm rồi. Chúng ta không thể sợ hãi. Cứ liều hết mình đi. A ha ha máu của ta đang sôi trào. Các bảo bối đang đợi chúng ta ở trong trúc sơn phúc địa, ta không thể chờ được nữa rồi, muốn nhanh chóng tiến vào thôi. Lúc này đoàn người của tông môn khác cũng bắt đầu tiến đến Thiên Đài Phong, đây chính là Thiên Đài Phong sao? Mặt đất nơi đây phẳng quá, sao giống như bị chém một kiếm vậy? Ta nghe nói ở thời đại chiến tiên ma thượng cổ, một vị đại năng chỉ xuất ra một kiếm là có thể chém được như này, cũng không biết là có thật hay không. Ở bên này một thanh niên máu chiến của Càn Nguyên Tông đang tinh thần sôi sục, trúc sơn phúc địa đang ở đâu? ta hận không thể nhảy vào ngay lập tức. Trúc Sơn Phúc Địa ở đâu mau ra đây cho lão tử. Người của những tông môn kia vẫn chưa tới. Ngươi kích động làm cái gì? Bị dô à. Cuối cùng người của Thanh Mộc Tông và Kim Cang Môn cũng đã tới Thiên Đài phòng. Ô hai tông phái kia cuối cùng cũng đã tới rồi. Vại đầu chọc này chính là trưởng lão của Kim Cang Môn. Vương Xích Hà. Còn vị tóc dài ngang vai này đây chính là trưởng lão của Thanh Mộc Môn. Lý Vân Phong. Ô trưởng lão Vương Xích Hà. Ngươi tới sớm ghê. Chắc tông chủ. Không ngờ ngươi lại tự dẫn đội đến đúng là vinh hạnh vinh hạnh được diện kiến trác tông chủ đây hờ hờ lại bắt đầu cuộc kháng nguyên vô nghĩa của người lớn lý vân phong của thanh mộc môn lúc này đã nhận ra trần phong bởi vì càn nguyên tông có nội gián của thanh mộc môn sắc khí từ lý vân phong tỏa ra lão ta nhìn về phía trần phong người tên là trần phong nhỉ cha bất phàm rất ngạc nhiên về thái độ của lý vân phong cả trần phong cũng vậy đều không hiểu chuyện gì xảy ra lý vân phong không nói hai lời liền trực tiếp hai tay thủ trưởng phi thẳng về phía trần phong á à đủ lão già này bị điên rồi tự nhiên hay không xông tới muốn lấy mạng ta. Bắt con cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi. Mau chịu chết đi. Mấy lão già này sao ai cũng thích đánh len thế nhỉ? Xem ta đỡ chiêu này của ngươi. Ngọc Nhi vội hét lên. Trần Phong cẩn thận, nhưng mà khiến Trần Phong bất ngờ. Chính là trường ấn của Lý Vân Phong lại không đánh chúng mình. Lý Vân Phong bất ngờ bị đẩy lui ngược về sau. Cái gì? Là ai ngắn cản ta? Lý trưởng lão, ngài có bị làm sao không? Lý Vân Phong may có tên đệ tử đằng sau đỡ người. Chật vật lắm mới không ngã lăn ra đất không thì mất hết mặt mũi. Lý Vân Phong trưởng lão, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi vừa tới đã ra tay với đệ tử của ta, đây là có ý gì? Ngươi coi bổn tọa không tồn tại à? Cha bất phàm tức giận chừng mắt nhìn về phía Lý Vân Phong trưởng lão Thanh Mộc Tông, tông chủ giúp ta ngăn lại. Ha ha, Trần Phong ta có núi dựa dựa vững chắc rồi. Ngươi nói chuyện này là là Lý Vân Thiên trưởng lão của Thanh Mộc môn sao? Lão gì này họ Lý? Xem ra lão ta là người thân với tên tiểu tử bị ta giết trong dãy núi Thanh Sâm. Quả nhiên lão tới để đây để báo thù, chắc bất phàm này khổ lại lợi hại như vậy không những dễ dàng ngăn được công kích của ta lực phản chấn dường như khiến ngón tay ta muốn vỡ nát thực lực của hắn đã khủng bố đến như vậy rồi sao chắc tông chủ tên trần phong này chưa kịp nói hết câu thì lý vân phong đã bị tên đệ tử phía sau ngăn lại trưởng lão chúng ta không phải đối thủ của chắc bất phàm không tiện xung đột trực diện xin trưởng lão hãy lấy dại cục làm trọng đến lúc tiền vào trong trúc sơn phúc địa chắc bất phàm sẽ không lo nổi cho tên trần phong này được nữa lúc đó đệ tử nhất định sẽ giết chết tên trần phong này báo thủ cho công tử. Ca Hiên nói rất có lý, lúc này ta đành phải nhịn trước, chỉ cần có thể báo thủ được cho con trai của ta. Nhẫn nhịn một chút cũng đáng, đợi đến khi tến vào trong trúc sơn phúc địa, sẽ là lúc tên này phải đền mạng cho con trai của ta. Lý trưởng lão, ngươi vẫn còn nợ bản tọa một lời giải thích, bị chắc bất phàm dùng khí thế chấn áp. Lý trưởng lão có chút sợ hãi chưa nghĩ ra lời giải thích hợp lý. Cuối cùng một lúc sau Lý Vân Phong cũng làm ra cái bộ dáng ngượng ngạo hề hề nói, ta nghe nói Trần Phong này có biểu hiện rất bất ngờ trong đại đấu ngoại môn Càn Nguyên Tông các người. Vừa nãy là ta chỉ muốn thử thân thủ của tên tiểu tử này một chút mà thôi, quả thực không có ác ý, không có ác ý, mong chắc tông chủ thông cảm, đệ tử của Càn Nguyên Tông chúng ta. Từ lúc nào lại cần thanh mộc môn các ngươi tới thử thân thủ vậy? Nếu như ngươi muốn thử, vậy bản tọa có phải cũng cần thử. Người của thanh mộc môn các ngươi nhỉ? Vừa dứt lời thì uy áp khổng lồ từ thân thể chắc bất phàm như bị vỡ đê trào ra xung quanh, lao thẳng về phía đám người thanh mộc môn. Uy áp này, quá quá mạnh bản thân lý vân phong cũng không thể đứng vững liền bị đẩy lùi mấy thước một vào đệ tử yếu đuối liền ôm cổ quỳ dạp xuống đất bởi vì uy áp mạnh quá khiến bọn họ không thở nổi bên phía kim cang môn thì khá hơn một chút trưởng lão vương xích hà của kim cang môn cũng thầm đánh giá lại thực lực của cha bất phàm này còn mạnh hơn những gì so với ta đã dự đoán đây chính là uy thế của cường giải thiên hà cảnh sao ta một ngày cũng sẽ đạt tới trình độ như vậy sẽ rất nhanh thôi ấy chắc tông chủ xin ngài mau thu lại thần thông đi tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi, hiểu nhầm mà thôi. Tam tông chúng ta luôn dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý mà. Ông chủ, nếu họ đã nhắm vào đệ tử, thì người cứ giao cho đệ tử tự giải quyết đi, không thể vì một mình đệ tử mà ảnh hưởng tới đại sự của tông môn được. Ừ, vậy ta giao lại cho người tự giải quyết đi, người cứ tùy ý hành động đi, mọi thứ có bản tọa làm chủ cho cho người. Trần Phong đa tạ tông chủ đã yêu quý, tên này dưới tình thế bị uy hiếp mà vẫn không quên lợi ích của tông môn, tốt lắm không ủng công ta bảo kê hắn trần phong lúc này từ từ tiến lại chỗ của lý vân phong lý trưởng lão phải không ông muốn thử thân thủ của ta tiêu tử ngươi muốn nói gì ta muốn nói là ta tưởng ông sớm đã biết thân thủ của ta như thế nào rồi chứ dù sao thì lý thiên vũ chính là do ta giết mà tiêu xúc sinh chính ngươi giết chết con trai ta ta muốn giết ngươi lý vân thiên tức giận thét lên nhưng mà cha bất phàm chỉ nhìn lão một cái lại khiến lão run vòi lại không dám ra tay động thủ với trần phong lý trưởng lão đừng bị mắc lửa hắn. Tên tiểu tử này rõ ràng là đang kích đều người. Đợi vào trúc sơn phúc địa chúng ta sẽ thay người xử hắn. Báo thủ cho công tử. Lý Vân Phong cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh. Ông ta ra lệnh. Thanh mộc môn chúng đệ tử nghe lệnh. Tất cả các ngươi hãy nhìn cho kỹ gương mặt này. Trong trúc sơn phúc địa ta muốn các ngươi không tiếc hy sinh. Bằng bất cứ giá nào vây công giết chết kẻ này cho ta. Chúng đệ tử đã rõ. Hắn nhất định sẽ phải chết. Trần Phong người sợ sao? Có gì mà phải sợ chứ? Đây chỉ là một đám tôm tép mà thôi, rất tốt rất tốt ta cần chính là loại khí thế này thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn bản tông chủ đánh giá cao ngươi sự đệ yêu cố lên mọi chuyện còn có sư tỷ chống lưng cho đệ he he chống lưng hay gãy lưng thì còn chưa biết được trần phong ấy vậy mà lại giết lý công tử của lý trưởng lão thanh mộc môn lần này thì hay rồi chúng ta bị trần phong liên lụy rồi chúng ta và thanh mộc môn sẽ phải đối đầu gay gắt với nhau trần phong không những đắc tội khắp nơi trong tông môn giờ đây lại còn đắc tội với cả thanh mộc môn đúng thật là thích đi gây chuyện mà hừ thực lực thì chẳng ra gì mà lại cứ thích đi kiếm chuyện khắp nơi hắn mà có bản lĩnh thì đắc tội luôn cả với kim cang môn ta xem hắn có dám không cái đồ đi cửa sau nhà ngươi ngọc nhi lại tiếp tục trêu chọc chuyện gì đến cũng sẽ đến lại có người tìm đến trần phong ngươi là trần phong đúng không ư ừ, có chuyện gì sao ta suýt nữa thì quên mất chính ngươi là người đã giết đệ đệ triệu tam xuyên của ta nhỉ tần mặt lăng há hốc mùng kinh ngạc cái gì hắn Hắn vậy mà thật sự đắc tội với Kim Cang Môn sao? Đùa đấy hả? À? Hắn đi là còn muốn sống để rời khỏi trúc sơn phúc điện nữa không? Sau khi thấy ngươi ở nơi này, ta thật sự rất có hứng thú với ngươi đấy. Người này chính là Triệu Tam Sơn, đệ tử đứng đầu ngoại tông của Kim Cang Môn. Thực lực của hắn đã vượt xa Hậu Thiên Cửu Trọng Đỉnh Phong, hắn hiện tại đã là cường giả bán bộ thần môn cảnh rồi. Thần phong ấy vậy mà lại giết chết đệ đệ của đại thần này. Không thể dùng từ to gan để hình dung Trần Phong nữa rồi, đúng thật là chán sống rồi chút nữa vào chúng ta nhất định phải né xa tên Trần Phong này, đừng để hắn liên lụy tới chúng ta. Cuối cùng cũng thật sự gặp phải tên Triệu Tam Sơn này rồi, nhưng mà bất luận đối thủ có mạnh mẽ tới đâu, ta cũng sẽ kể vai sát cánh bên cạnh Trần Phong yêu dấu của ta. Trần Phong ngươi sao không nói gì đi? Lẽ nào ngươi không biết đệ đệ của ta là ai? Nếu như đệ đệ của ngươi chính là kẻ lưu manh dám đùa giỡn với sư tỷ của ta, lại còn muốn ra tay giết cả hai chúng ta, thì không sai người đó chính là do ta giết đấy. Vãi Trần Phong này cứng thế sao? Không những thẳng thắn thừa nhận, Vậy mà còn trực tiếp chê cười đệ đệ của Triệu Tam Sơn là một tên lưu manh thối tha, trong cái tình huống kẻ địch đông như thế này, vậy mà cũng không thèm chủ động hòa hoãn quan hệ, còn cố tình gây thêm mâu thuẫn, Trần Phong hắn bị điên à? Có phải hắn nghĩ cuộc đời của hắn cho đến hiện tại đã là quá dài rồi phải không? Đây rõ ràng là chán sống. Ô tiểu tử ngươi, rất thú vị. Yên tâm đi, ta tới đây không phải để báo thù cho hắn. Phế vật như thế sống cũng chỉ là mất mặt Triệu Tam Sơn ta, chết rồi còn tốt hơn. Ha ha nếu như ngươi muốn cảm ơn ta thì không cần đâu trừ ra diệt ác chính là điều ta thích làm nhất ha 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 rất thú vị tiểu tử ngươi thật khiến ta thích thú nhưng ta tới đây để nói cho ngươi biết ta muốn so chiêu với ngươi vừa phân thắng bại vừa quyết sinh tử liệu trần phong và triệu tam sơn này cuối cùng ai thắng ai bại chúng ta cùng chờ xem và tập tiếp theo nhé tập 13 xin kết thúc ở đây cảm ơn các bạn đã xem video của mình một like và đăng ký kênh của các bạn chính là động lực để mình ra video nhiều hơn cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý mình